Nên xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay tiếp tục lại đi đặt chuột ha nha. Thì nên cũng đặt điểm cũ nè, điểm cái vườn dừa nè bữa hôm cả nhà nha. Mình nên đặt cái cánh ở trong kia. Thì bữa nay nên đặt cái cánh mép ngoài này nha. Thì nên đặt đây nè. Đó, cái cánh vườn dừa đó. Người dòng qua đây này nha. Đây, dòng qua. Dòng qua cái đường kinh nè, bên đó người ta đang cắt kìa cả nhà. Đó, ha. Người ta đang cắt mép bển á. Thì nói chung ra đó, nên đánh lên cái vườn xài đó. Thì nói chung ra nãy giờ nên đặt cũng gần xong rồi cả nhà. Thì cũng còn có mấy cái nè. Mấy cái nè là nên đặt xong xuôi chứ đó. À, đi đặt thì bữa nay thì nên đi đặt có một mình nè. Bà xã nhà làm công việc rồi. Thì cho nên nên đi đặt có một mình thôi. Khi nào đi thăm đi cuốn lợp á. Rồi bà xã mới đi theo cuốn tiếp đó, nên đặt theo dòng vườn dừa nè nha ha. Bữa thì nên đặt dắt bên kia nè, nhìn chuột nó chạy nè, không biết chuột nó ở đâu mà chạy ra ngoài đường này nè nha, ngoài chính giữa ngoài này nè, chạy sấy hết trơn nè. Nhưng mà nên đặt ở trong đó, nó không có đặt ngoài này. Sình nha, cái chơi có trời mưa cả nha, cái đầu nước nè, sình không à, nãy giờ nên lỗi nha. Mình mẩy sình không luôn, nên đặt cặp đó đó, nên quay phong cảnh nha, đây là núi Sam này nha, quay hướng này hơi ngược nắng cả nhà thông cảm nha, đó là cũng đường cao tốc dài ra ngoài kia, rồi thôi bây giờ nên cũng tạm dừng đây ha cả nhà, thì để chuyện nào á nên tối hay gì đó nên có đi thăm rồi nên sẽ quay tiếp cho nhà cả nhà xem ha. Vợ chồng nên xin chào cả nhà nha. Thì nên cũng xin chúc cho cả nhà có một ngày mới thật nhiều may mắn nha cả nhà. Thì sáng này cũng đã 6 giờ thì hai chồng nên đi bắt đầu đi cuốn lợp chuột nha. Tối tại chỗ nên á cũng mưa lâm gầm rồi thấy gì nên không có đi thăm bảy cái nhà để sáng cuốn luôn. Kệ bà xã nó đi bên đó kìa, chào ơi hả, xình không à cái nhà, có mưa cái này xình không để nên quay một vòng mà khung cảnh cho buổi sáng cho cả nhà xem nha. Nhìn buổi sáng thơ mộng lắm cái nhà. Đó, cái mặt trời muốn lên này, giờ này cũng 6 giờ đó. Đó, khung cảnh buổi sáng nhìn nè, đẹp hay nha, yên bình. Rồi, thời giờ nên cũng xin mời cả nhà cùng theo vợ chồng nên trải nghiệm đi cuốn lợp chuột nha. Cũng gần bữa nay cũng sẽ có lý ha cả nhà. Nên đặt ngoài vườn dừa nè. Thì nên cua sẽ cuốn, bắt đầu cuốn tự trong vườn dừa, cuốn vòng quanh đó dài vô ha. Lần mình cuốn gì á, cái lần dài dài vô tới trong này lần cho nó nhẹ. Đây, để vườn nào ra tới ngoài đó cái nên sẽ quay tiếp nha. Ra tới này nha, đó dính kìa, đó nên phải dính nha. Hai cái dính hai con luôn này nha, ngoài nó có dính nè, hai cái nên đặt xe đầu dính được hai em. Rồi xin lúng sẵn lấy luôn nè, ngoài đó bên đó không có đâu, đặt tới đây đảo lại. Trong này như không im bằng cái khúc ở ngoài đó cả nhà, dính không có im, khúc ngoài đó dính im hơn khúc trong này. Cái này nè, đặt cho quất luôn, thấy cái đường hẻm chạy ra đây nè, nhét cái gập ngay đây chớt quất, mấy cái này nó cũng chớt luôn.
này gì mà cũng chết luôn, cũng dính mấy cái đường tìm thấy ghê luôn, lăn lướt luôn mà không dính. Đây dính này nha, đây dính con nhỏ rắn. Ồ đây kẹt ở đây dính con chuột ấy, con chuột xám này bị sập ngoẻo luôn. Mấy cái này chết luôn hả nha, mấy đường mòn gì mà không dính ta, không biết có ai đặt không biết. Đây dính con bạn kỳ này, cái đường mòn nhỏ dính con chuột bự chuột bá. Rồi tới chút này nè, gọi sinh không nè. Rồi chết luôn. Mấy cái ở đó dính kìa nha. Đây hai cái dính đường em. Chục bánh kỳ. Đèn con nữa. Đó dính con nữa đây nha. Đây hai cái dính đường con. Chặn ngoài chặn trong luôn. Đó dính con nữa. Con này nhỏ vừa lỡ. Đây hai cái dính đựng con nè. Cái này chưa quớt. Chết luôn. Đây dính con nè. Tới đây là sình không luôn à. Để một em nữa. Dính yếu rồi nha. Dính yếu xìu. Mấy này chết luôn. Đây dính nè. Đây hai cái dính được con. Rồi để nên tạm ngưng đây nha. Mình gom lại cái. Gom lại đằng bà xã nè. Nó lúng qua cà lúng đó nha. Giờ mình mẩy nên nè, sình không luôn. Nay dính yếu, đặt cái chỗ này dính yếu quá nha, không bằng giờ. Không bằng mà mép ngoài à. Kìa, sình không kìa. Giả nên không, mình mẩy vô cắn sình không luôn. Rồi, giờ vô quá nha, nó bị ngang chỗ này nè, chỗ này giặt nè. Lung hay gì thì có mưa đó nha, cái nó sình không à. Nãy giờ không dính nhiều hơn dính này không vậy, để đây này nha. À, để đi vô gom tiếp đó nha. Để dài vô. Sình gì đâu mà ốc nổi, đây dính con nè. Hả? Ừ, nó lúa nhóc trên đó. Người ta cắt lúa người ta xót đó nha. Nhóc luôn. Đây. Một con nữa, sình không. Hai cái này nó chết quất. Trời mấy cái đường này, đường mòn im thấy ghê luôn mà không dính ra. Đây dính con, đằng ảnh dính con rồi nha. Đó, đằng cây càng đó dính con đó. Đây dính con, đây dính con nhỏ.
Để lên gom nè. Đó dính con chim kìa. Dính con chim bự. Gãy giò. Con này con gì à? Gãy giò mẹ, gặp đập gãy giò luôn rồi. Nè. Con chim bông, con chích ghé gì nè. Ê, chim con kìa. Chim đen đen kìa. Ô đây chạy ra. Ồ dính nè nha. Này chắc con của nó quá. Sao mà nuôi ta? Nên thấy ấy nữa kìa. Giờ đập gãy giò thả ra cũng chết. Này nha. Đây dính con nè. Này nha. Gãy dễ gì không gãy. Này nha. Nãy có một con nhỏ bé nữa. Đó bắt về nuôi. Cầm coi. Dính. Dính hai con chim luôn đó nha. À. Bữa hôm nay nó con gì đó. Ừ. Đây, nên tạm ngưng cái nha. Này thả nha. Này nó cũng giống con cúm núm con cái nha. Ý quắc giống con quắc con á. Nè. Nên thả hai con bự luôn cái nha. Nãy tại vì biết sao? Nên thấy cái nãy con bốn rồi mấy con nữa. Mấy con nó chạy nó sẹt 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 cũng bê lớn gì không nè. Có con hơi trọng hơn chút. Thả ra sợ nó chết quá cả nhà, nên thả hai con luôn à. Rồi chết gãy giò. Gãy giò ơi. Kìa lũi gãy giò cả nhà. Kìa. Thả con bự kìa. Rồi đó nó bay đó. Còn con này gãy giò cả nhà. Bị gặp đập á. Không lạ kìa. Con bự chắc thả ra chắc không biết phải con của nó không thả ra nên sợ nó ấy quá nó bỏ con. Chứ nè hai con nha chứ cái con đen đó đó nên thấy mấy con quắt con đó, nó cũng mi gan gì đó cả nha nó kêu chip chip giống như gà con nó lũi nó mất tiêu rồi em mất tiêu quá rồi. Thả luôn nghe nha. Thả mày đó mày. Còn nó cái giò nó hơi bị ấy. Hơi bị sượng rồi nha. Giờ tại gặp đập á. Rồi, nên tạm ngưng đây nên đi. Đi thăm tiếp nha. Nên nghe mấy con nó kêu đâu đây này nha. Nó kêu chíp chíp giống như con gà con vậy đó. Kìa kìa con bự rồi. Nãy nên thả nó chạy chạy kìa nó bị ấy cái giò à. Còn con kia nó chạy mắt dép vô trong vườn rồi nó cái nhà nghe kêu đâu đây nè kêu chip chip giống như gà con vậy cái nha nó lũi hay quá hay rồi để đi thăm cái nha kệ nó đi mà hên thì nó sống. À, sống chê sống sống à, sống hay là chết gì do chạy đi nên thả nó rồi đó đây còn đây con nữa đó. Ở trong này dính không yếu hơn đặt ở ngoài kia dính mạnh. Ngoài kia dính chuột bành bành không đã lắm. Mấy con chuột ú nu. Ừ cũng được. Đây con con nè. Rồi để đổ rồi sắp lại cái nhà. Ở đây nước không luôn. Kiếm chỗ nào khô rồi. Đây dính con nhỏ. Đây dính con nè. Ô hai bé luôn.
hai bé đã gắn cái là chết rồi. Bạn này dính thế này nha, dính cái bị ủi cái gom lại cho bà xã sắp luôn nha. Ở đây xình không à, này dính con này nha. Đó. Cái đó chết, hai cái dính con một. Ồ, đây dính con nè, nhỏ. Rồi, để nên gom gom lại cho bà xã sắp rồi. Sắp lại gọn rồi, có đầu cái đi tiếp nghe nha. Rồi, hai chồng lên nãy giờ cũng lui khui cuốn bả gặp sống trơn cả nha. À, bữa nay không được may mắn này cả nha. Thất thủ. Ha. Nè, được có nhiêu nè nha. Được có mấy chục cây à. Thất thù à. Đó, được có đống này chuột nè. Còn nhiêu. Còn nhiêu gặp không không? Lội vô cắn mình mấy nhìn kìa. Để sáng kìa. Xinh khóc luôn. À. Thất thủ à. Đừng chừng 30 con gì hả? 40 con à. Ừ. Để chừng 4 kg rồi cả nhà. Không nhiều đâu. 4 kg ngoài hết lóc. Bữa nay thất thủ luôn. Tội sinh bùng không luôn. Này, nãy dính mấy chị nãy mấy chim nó kêu giống như con gà con vậy nha. Mấy chim con á. Nên chắc nên nghĩ chắc con của nó quá. Tại nên thấy ở ngoài, nên thấy nó chạy ở ngoài vòng vòng, chạy vòng vòng ở ngoài còn mấy con nữa. Thấy chạy vòng vòng ngoài cái nha, còn mấy con nữa. Rồi cho nên nên thả nó luôn. Không biết con kia nó bị đập cái giò, đập cái giò mà chưa có gãy cái nha. Nên coi là chưa có gãy cái giò nhưng mà kiểu như nó bị thương á. Nó bị dập á, chứ gãy thì chưa gãy. Thấy con nó chạy, thấy mấy con nó chạy vòng vòng ngoài mấy con nữa. Rồi thả luôn đi. Có chuột được ha, chuột là thả không được nghe nha. Chuột tại vì ha, nó phá hại mùa màng của bà con nông dân lắm. Nên mình phải bắt. Mà không bắt đi chăng nữa, cái tới chừng mà người ta xả lúa xuống nghe nha, là người ta cũng bắt đầu thuốc rồi nha. Lúc mà người ta vô nước rồi, người ta chuẩn bị xới chạc rồi đó, là chuẩn bị xạ là bắt đầu người ta gãi thuốc nè cả nhà. Ta gãi thuốc người ta diệt nó rồi. Cho nên thả không có được. Có nhầm người, lúc trước nhầm người vô chữ về chồng nên nói bắt chuột nhiều vô bị quả báo vô búa xua cho nên nha. Nên nghe nhức cái đầu. Bò tài. Được có nhiều rồi, thôi bây giờ nên cũng tạm dừng video đây nha, thì để sắp xếp vô viết tiếp về ha, tại bây giờ nắng lên này rồi, nên cũng hẹn cả nhà lại video sau nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ, bye bye cả nhà, chào các bạn.